vô liêm sỉ quá đi mất. Đã là người thứ ba mà còn mặt dày đu bám bạn trai của người khác không chịu buông. Trông cũng đẹp đẽ tử tế, thế mà lại... Tôi không phải là người thứ ba, tôi là vị hôn thê của cậu ấy. Trong tình yêu, người không được yêu là người thứ ba. Đó là những lời sỉ nhục mà tôi đã phải chịu đựng, mặc dù bản thân không hề làm gì sai cả. Hãy like và đăng ký kênh để lắng nghe câu chuyện thú vị của tôi nhé. Xin chào, tôi là Annie, năm nay 26 tuổi, tiết lộ cho các bạn nghe một chuyện. Nghe có vẻ hơi không thực tế, nhưng tôi có một vị hôn phu đã được đính hôn từ lúc còn rất nhỏ. Nhưng chúng tôi không hề bị ràng buộc bởi mối quan hệ này, bởi vì cậu ấy đã tỏ tình với tôi. Chị có muốn hẹn hò với em không? Em thật sự thích chị, hay chỉ là do hôn ước của chúng ta? Em đã thích chị từ rất lâu rồi. Được rồi, chị cũng chưa từ chối em mà. Vừa dứt lời thì cậu ấy đã bế tôi lên, rồi cả hai cùng xoay vòng vòng, giọng nói không giấu được sự vui sướng. Em nhất định sẽ cưới chị, không chỉ vì chị là vị hôn thê của em, mà còn là vì chị là người mà em yêu nhất. Trong suốt cả quá trình yêu đương, cậu ấy luôn dịu dàng, gần như là mẫu bạn trai trong mơ. Mặc dù cậu ấy là một người rất được săn đón, nhưng cậu ấy luôn cho tôi cảm giác an toàn. Cậu ấy là Martin, nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Vì bố mẹ của chúng tôi là bạn thân, chúng tôi đã yêu nhau từ năm cuối cấp 2 cho đến khi tôi lên đại học và gia đình của tôi chuyển đi nơi khác. Tôi cũng không hiểu vì sao bố mẹ lại gấp rút muốn chuyển đi như vậy. Từ đó, tôi cũng không thấy họ qua lại với nhà của Martin nữa. Mỗi khi tôi hỏi về việc này, bố mẹ lại tìm cách lảng tránh hoặc nói qua loa. Trước khi tôi lên máy bay, Martin đã hứa với tôi, cho dù cả hai có xa cách thì tình cảm cũng sẽ không thay đổi, thậm chí còn mua nhẫn để làm vật định ước. Thế là chúng tôi bước vào giai đoạn yêu xa, nhưng cậu ấy lại không thích công khai mối quan hệ này. Sau một khoảng thời gian dài cân nhắc, tôi đã quyết định sẽ chuyển về California. Tôi kéo cái vali nặng trịch ra khỏi sân bay. Việc đầu tiên làm là gọi cho cậu ấy. Alo, sao lại gọi cho em thế? Chị có tin vui muốn báo với cậu. Hả? Chị sẽ chuyển về California. Chị vừa mới xuống máy bay, hiện đang ở sân bay SFO. Sao chị lại... Chị đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi. Dù gì chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, nên suy nghĩ nghiêm túc và tiến xa hơn về mối quan hệ này thôi. Ừ, chuyện này khoan hãy nói đi, để em đến đón chị. Martin vẫn không thay đổi nhiều lắm, đẹp trai và đầy cuốn hút, là mẫu con trai được hàng tá cô gái mê mẩn. Lúc Martin lái chiếc siêu xe màu đen đến đón tôi, dường như đang có điều suy nghĩ. Em ấy đưa tôi về căn nhà cũ mà trước đây gia đình của tôi từng sinh sống. Hôm đó, tôi đích thân xuống bếp để nấu cơm cho Martin. Trong lúc ăn, chúng tôi trò chuyện. Gần đây việc học có tốt không? Rất tốt. Chị định ngày mai sẽ đi hỏi thăm bác trai và bác gái. Không được. Sao lại không được? Có chuyện gì hả Martin? À, chỉ là gần đây bố mẹ của em đang đón tiếp họ hàng từ xa đến, nên là... Sợ gia đình của Martin khó xử, nên tôi tạm thời rời lại ý định này. Cũng không chú ý đến thái độ kỳ lạ của em ấy. Thế để khi nào bác trai và bác gái rảnh thì chị sẽ ghé qua sau. Sáng hôm sau, tôi muốn làm cho Martin bất ngờ bằng việc trở thành trợ giảng ở khoa của em ấy. Tôi vốn luôn làm việc tại New York, công việc chính cũng không phải là trợ giảng. Nhưng bố của tôi là giáo sư rất nổi tiếng, nhờ thế mà tôi thân thiết được với khá nhiều các giáo sư. Cũng nhờ mối quan hệ này mà có được công việc trợ giảng ở trường của Martin. Khi tôi đang đi ở trên hành lang của trường, bỗng nghe được tiếng nói chuyện của mấy sinh viên nữ. Ayo, đỉnh nha Lucy, hẹn hò được với nam thần vừa giàu có lại vừa đẹp trai thì mày lời to rồi. Chỉ cần vài chiêu trò là câu được con cá lớn thôi. Đúng là tuổi trẻ, tôi nghĩ trong đầu, vội vã lên lớp rồi cùng giáo sư ôm theo tài liệu dạy học. Tưởng chừng tôi mới là người gây bất ngờ cho Martin thì người nhận bất ngờ lại là tôi. Tôi bước vào lớp thì đập vào mắt tôi là hình ảnh em ấy đang diễn cảnh kiss với một cô gái có mái tóc vàng ở ngay giữa phòng học. Tôi đứng như trời trồng với đôi mắt trợn to. Hai cô cậu làm cái gì vậy hả? Bấy giờ, hai người kia mới chú ý về hướng này. Martin không thể không kinh ngạc bởi sự xuất hiện của tôi. Tôi chỉ muốn hét lên ngay ở giữa phòng học, lao vào đánh đôi nam nữ kia. Thì ra, suốt bấy lâu nay, người yêu của tôi lại lừa dối tôi. Tôi cố đè xuống cơn giận dữ và đau đớn ở trong lòng vì không muốn phá hỏng buổi học của những sinh viên khác. Bấy giờ, tôi mới để ý, thì ra, cô nàng hôn hít với Martin là cô nàng lúc nãy tôi vừa gặp ở hành lang. Hai người về chỗ cho tôi sẽ giải quyết hai anh chị sau. Trong suốt buổi học, Martin luôn tránh chạm mắt với tôi. Ngược lại, thì cô nàng kia cứ dùng ánh mắt lẳng lơ để đưa đẩy em ấy. Chỉ 2 tiếng đồng hồ thôi mà tôi tưởng chừng như đã trải qua một thập kỷ. Sau khi tiết học kết thúc, tôi còn chưa kịp gọi Martin lại, thì cô nàng kia đã lôi tên khốn đó đi rồi. Theo như tôi được biết,
cô nàng kia tên là Lucy, một trong số những hot girl của trường, và gần đây đã hẹn hò với Martin. Tôi đuổi theo và chắn ngang trước người của họ. Martin, giải thích đi. Cậu và chị trợ giảng quen nhau sao? Mình... Trông thấy vẻ bất thường của Martin, ánh mắt của Lucy khi nhìn về phía của tôi lúc này không hề có ý tốt. Martin, cậu không sợ, tôi sẽ nói việc cậu làm chuyện có lỗi với tôi, cho ba mẹ của hai chúng ta biết sao? Chị không sợ, hai bên gia đình sẽ có chuyện sao? Lúc cậu làm việc này, sao không nghĩ đến hậu quả đi? Chuyện này là sao hả Martin? Anh và chị ấy có hôn ước từ nhỏ, nhưng đều là do bố mẹ của cả hai tự ý quyết định mà. Martin, rõ ràng... Tôi chưa kịp nói hết câu thì Lucy đã ngắt lời của tôi. Chị đừng có mà quá đáng. Chuyện của chị và Martin đã là chuyện của ngày xưa rồi. Cô câm miệng đi. Kẻ cướp người yêu của người khác như cô có cái quyền gì mà lên tiếng? Martin là do bị gia đình ép hôn. Cậu ấy vốn không hề có tình cảm gì với chị cả. Cô thì biết cái gì mà nói. Chúng tôi đã hẹn hò từ rất lâu rồi. Đó là do Martin bị gia đình ép. Thời nay mà còn cái vụ ép hôn á? Mặt dày thế, còn bảo người khác là cướp bạn trai của mình, thì ra là tự mình đơn phương à? Trong cuộc tình, người không được yêu mới là người thứ ba. Nghe được những lời chế giễu của người khác, tôi tức giận đến mức muốn phát điên lên. Trong khi sự thật không phải là như vậy, tôi chỉ có thể rưng rưng nước mắt và phi như bay ra khỏi đó. Tôi không thể tin được là Martin lại nói dối trắng trợn như vậy. Martin bỗng gọi đến và hẹn tôi ra để nói cho rõ ràng mọi chuyện. Cậu ta cho tôi địa chỉ của một cái khách sạn. Khoan, các bạn đừng hỏi vì sao tôi lại đồng ý đến đó. Lúc con người bị sự nóng giận kiểm soát thì thường IQ đều bằng không mà. Tôi nghe theo lời của Martin, bấm thang máy đi lên tầng 6 phòng 20. Tôi gõ cửa hai cái và khi cánh cửa mở ra, tôi bị một bàn tay thò từ bên trong và kéo mạnh vào phòng. Tôi hoảng sợ vùng vẫy, nhưng bàn tay kia lại như xúc tu mà giữ chặt lấy tôi. Cả căn phòng đều tối đen như mực. Trước khi tôi kịp thấy được gương mặt của kẻ kia thì đã bị đánh cho bất tỉnh rồi. Khi tôi tỉnh lại, ở đây chỉ có mỗi mình tôi thở phào nhẹ nhõm khi chính mình không bị tổn hại gì. Chưa kịp suy xét lại mọi chuyện, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ. Bà nói bà và bố đã đáp máy bay đến đây và gọi tôi về nhà gấp. Tôi còn đang ngạc nhiên vì bố mẹ chạy về San Francisco thì vừa bước vào phòng khách đã bắt gặp nhà Martin đang ngồi ở đó. Họ còn dám vác mặt đến đây. Bầu không khí lúc này cực kỳ u ám và căng thẳng. Bố mẹ, có chuyện gì mà hai người lại bay về đây thế? Về để coi bộ mặt lăng loàn của con gái họ chứ sao. Cô nói cái gì vậy? Nói cái gì hả? Tự xem bản thân đã làm cái gì đi. Nói rồi, mẹ của Martin hùng hổ quăng một sấp ảnh lên bàn. Không thể nào! Đó là những bức ảnh chụp ở phòng khách sạn đêm qua, cảnh tôi và một người đàn ông nằm trên giường rồi ôm ấp thân mật như đôi tình nhân. Nhưng tôi biết rõ, lúc đó mình đã bất tỉnh nhân sự rồi, lại không tìm được lời nào để giải thích cho bản thân. Bố mẹ, con không có! Martin, rõ ràng là cậu hẹn tôi đến đó! Còn xảo biện ư! Con gái của anh chị đã làm ra chuyện có lỗi về hôn ước giữa hai bên gia đình. Vì vậy, chúng tôi muốn hủy hôn sự này. Tôi cũng chẳng nghĩ đến việc níu kéo một tên cặn bã như Martin, nhưng cậu ta dám dùng cách này để hủy hôn. Trông thấy bố mẹ nhẫn nhịn chịu đựng, không nói nổi một lời, tôi phẫn nộ đến mức muốn xông đến bóp cổ của Martin. Đúng là mẹ nào con nấy. Trong đầu của tôi đang rất loạn, nên đã không cân nhắc lời nói ẩn ý của bà ta. Có lẽ do không chịu nổi sự xấu hổ, nên bố mẹ của tôi đã lập tức bay về New York. Một câu cũng không nói với tôi. Tôi ủ rũ chạy đến quán bar để giải sầu. Tôi cũng chỉ là muốn yêu đương, kết hôn, sinh con như người bình thường thôi mà. Có gì sai nào? Tôi ngồi ở trước quầy bar và gọi liên tục mấy ly whisky. Có lẽ do quá say nên tôi cứ có cảm giác anh chàng bartender luôn dùng ánh mắt đầy ẩn ý để nhìn tôi. Do anh ta đeo khẩu trang nên tôi cũng không biết có phải là người quen hay không. Lúc này, Layla, người bạn thân nhất của tôi gọi điện đến. Rốt cuộc, mọi chuyện là sao hả? Tao biết là mày sẽ không làm ra loại chuyện đó. Là do tên Martin khốn khiếp thuê người dựng chuyện. Cậu ta nhân lúc tao ở New York đã ra ngoài tìm người phụ nữ khác và sợ tao nói cho gia đình của hai bên biết nên đã bày trò hại cho tao. Sau đấy, tiếng mắng chửi Martin của Layla không ngừng vang lên bên tai của tôi. Sau khi cúp máy, ánh mắt của anh chàng bartender ngày càng trắng trợn. Có vẻ như tâm trạng của quý cô đây không được tốt lắm. Anh ta nghe được cuộc trò chuyện của tôi với Layla. Cậu nói xem. Đây là số điện thoại của tôi. Tôi nghĩ chắc quý khách sẽ cần. Anh ta đưa cho tôi một mẩu giấy có ghi tên và số điện thoại ở bên trên.
Will. Nhưng tôi nghĩ là bản thân sẽ không cần đâu. Cậu chàng Will bật cười một cái, rồi tháo khẩu trang xuống. Ngay khi trông thấy gương mặt đó, tôi kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt. Là tên đàn ông đã ngủ cùng tôi ở trong bức ảnh được chụp vào tối hôm qua. Cậu... Là tôi. Tôi không kịp suy nghĩ mà lập tức nói. Tôi cần cậu giúp. Nhưng thù lao để thuê được tôi không nhỏ đâu. Bao nhiêu cũng được. Tôi hẹn gặp gia đình Martin, và họ vẫn dùng ánh mắt xem thường đó để nhìn tôi. Hơn nữa, lần này còn đem cả cô nàng Lucy đến. Chị đừng hòng níu kéo được Martin. Bác trai và bác gái đều đã chấp nhận tôi rồi. Chị chỉ làm họ thấy trướng mắt thôi. Martin không kể với cô là bọn tôi đã yêu nhau từ năm cuối cấp 2 sau. Thế thì đã sao? Martin hiện tại là của tôi. Trong cuộc tình, người không được yêu mới là người thứ ba. Tôi không thèm để ý cô ta. Hôm nay, tôi chỉ muốn vạch trần bộ mặt của tên khốn Martin mà thôi. Cô còn có chuyện gì muốn nói? Tất nhiên là để nói cho các người xem những chuyện mà các người chưa được biết rồi. Will! Will đi ra, khiến Martin và Lucy không giấu được vẻ kinh ngạc. Đây chẳng phải là người tình của cô sao? Kêu chúng tôi đến đây để xem hai người diễn trò à? Will là một người rất cẩn thận. Mỗi khi giao dịch với khách hàng, anh ta đều sẽ ghi âm lại. Như vậy mà tôi mới có cơ hội để vạch trần Martin. Tôi bật đoạn ghi âm lên. Nội dung đại khái là Martin và cô nàng Lucy muốn thuê Will chụp những bức ảnh thân mật giả mạo với tôi. Và tất nhiên, người có lỗi trong cuộc tình này là Martin, chứ không phải tôi. Nghe xong, mặt của nhóm người Martin đều xanh mét. Suốt cuộc thì ai mới là hạng người lăng loàn? Là con trai của các người đã phản bội tôi trước, lại còn dám thuê người vu khống tôi. Không thể nào. Tại sao lại không thể? Mẹ con của các người mới là cái hạng người như thế. Bà nói cái gì vậy hả? Chính mẹ của mày năm đó đã dụ dỗ chồng của tao phản bội bố của mày. Tôi sững sờ, cả người như bị đóng đinh ngay tại chỗ. Tao sẽ không tin mày đâu. Bà ta vừa dứt lời liền điên cuồng chạy khỏi đó. Chồng của bà ta cũng vội vàng đuổi theo. Còn tôi thì vẫn chưa hoàn hồn lại được. Sau chuyện này tôi mới... Đó kéo nhau đến đánh ghen. Tôi cũng không hỏi bố mẹ chuyện của quá khứ. Chúng tôi đã cắt đứt hoàn toàn với gia đình của Martin. Nên thanh toán chi phí thuê người rồi. Cậu muốn bao nhiêu? Một cuộc hẹn hò có được không? Không thành vấn đề.